Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Vua Chiếu Ngựa. Ngày hôm nay đồ gỗ Vua Chiếu Ngựa chúng tôi xin giới thiệu cho tất cả mọi người mẫu sản phẩm là kệ tivi mõ đồng tiền lồi giữa. Kệ tivi này được cơ sở chúng tôi làm là chất liệu là 100% chất liệu là gỗ gõ đỏ, hàng gỗ Nam Phi tuyển chọn 100%. Hàng ngày được cơ sở chúng tôi đục là tùng cúc trúc mai bốn mùa rất là đẹp luôn ạ, và có nhiều là họa tiết là chúng tôi đục thêm như kiểu hoa hồng hay là giải đồng tiền hay là gì rất chi là ok. Thì mẫu sản phẩm này được cơ sở chúng tôi hoàn thiện là cũng được rất là nhiều mẫu mã như này rồi, thì hôm nay mình có dịp là quay cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng mẫu sản phẩm đẹp của cơ sở. Thì đây trước mắt mọi người thì em xin giới thiệu qua cho mọi người, đây là chiếc kệ tivi mõ đồng tiền nồi giữa, chất liệu là 100% gỗ gõ đỏ của Nam Phi, hàng vô cùng là tuyển chọn. Thì cái này được cơ sở chúng tôi làm là dài 2m4, cao từ mặt đất lên trên bên này là 87, ở bên bên này là 77 nhé cả nhà nhé. Hàng chất liệu 100% gỗ gõ đỏ này, mọi người thể nhìn xem ở trên này, đây em sẽ quay cho mọi người xem chi tiết ở trên là hàng tuyển chọn ra sao. Đây mọi người thể nhìn xem, dài 2m4, chất liệu gỗ đỏ, hàng vô cùng là tuyệt vời, chất liệu thì khỏi phải bàn cãi cho bộ sản phẩm này rồi. Đây mọi người có thể nhìn thấy là vô cùng là tuyệt vời đấy, vô cùng là tuyệt vời lại. Đây cả trước sau, đây đằng sau em quay cho mọi người đằng sau chi tiết. Thì mặt hàng này đấy, mọi người thể nhìn xem mặt hàng này thì được cơ sở em là đục tứ quý, như em đã nói ở đầu video là đục tùng cúc trúc mai rất là hiện đại này. Mọi người thể nhìn thấy xem ở trên này ô cánh cửa em có đục thêm là hoa Nam Tây rất là đẹp, đục tùng cúc trúc mai, mọi người nhìn có thể nhìn xem rất là sinh động ạ. Một cái sản phẩm chất liệu mà gỗ gõ đỏ ấy thì được cơ sở em làm cũng là lâu rồi, thì bộ sản phẩm này thì đục chạm thì mọi người không phải lo nghĩ gì luôn. Đây em sẽ mở ra cho mọi người nhìn bên trong. Đấy, chất liệu là y chang 100% gỗ gõ đỏ, ván cánh này là dày 3,5 mọi người nhé, dày 3,5. Thì bộ sản phẩm này đang được bên cơ sở em bán với giá chỉ có hoàn thiện chỉ có 8,5 triệu thôi cả nhà, em bán thì chỉ có 8,5 triệu thôi. Này ở xung quanh trên viền này em có đục ô đồng tiền và chiều sâu của cái kệ này là 43, sâu ở 43 để vừa tivi thoải mái mọi người nhớ, để rất là thoải mái luôn. Đây ở trên em có đục giải đồng tiền. Đấy rất là đẹp. Đây một bức tranh tứ quý đục chi tiết ngóc ngách luôn, mọi người thể nhìn xem. Đấy chi tiết ngóc ngách. Thì mọi người ai quan tâm mẫu sản phẩm này thì cứ alo cho em số điện thoại 0981996615 để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể. Thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã xem video ủng hộ em. Và bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại mọi người video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.